thưa quý vị tìm thấy hộp đen thứ hai của chiếc phi cơ Đức rơi xuống nút áp tin từ Marseille, Pháp. Hôm nay, ngày 2 tháng 4, công tố viên Marseille của nước Pháp cho hay đã tìm thấy hộp đen thứ hai chứa các dữ liệu tại vị trí chiếc phi cơ của hãng hàng không German Germanwings rơi hồi tuần qua. Máy ghi âm dữ liệu của chuyến bay chứa đựng rất nhiều tài liệu của chiếc phi cơ Airbus A320, gồm tất cả các mệnh lệnh của phi công. Công tố viên mặt sen Bryce Robin nói rằng chiếc hộp đen thứ hai có ghi âm dữ liệu của chuyến bay được một nữ nhân viên cảnh sát Samonix tìm thấy vào trưa thứ năm. Ông cũng nói rằng sự kiện này làm bùng lên niềm hy vọng vào chiếc hộp đen đầy hữu dụng, mặc dù chiếc hộp bị hư hỏng khá nhiều. Robin cũng nói đã thu hồi được 150 cơ phận để xét nghiệm DNA trong đóng mảnh vỡ, tương ứng với số hành khách và nhân viên phi hành đoàn trên chuyến bay Airbus A320 bị rơi xuống vùng núi Alps của nước Pháp hôm ngày 24 tháng 3 vừa qua. Ông cũng nói rằng dù đã tìm được 150 mẫu để xét nghiệm DNA, nhưng không có nghĩa là thi thể của tất cả các nạn nhân đã được thu hồi. Robin cũng nói trong một cuộc họp báo ở Mạc rằng khi có mẫu DNA trùng hợp với một nạn nhân nào đó thì ông sẽ lập tức thông báo để gia đình của nạn nhân được biết.